Vừa qua, bom tấn Zack Snyder Justice League, thành quả đấu tranh của phần đông fan DC sau hơn 4 năm thì cuối cùng cũng đã được trình làng. Không phụ lòng mong mỏi, bộ phim đã dẫn dắt người hâm mộ từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Và một trong số đó có lẽ là màn cameo cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng của một nhân vật hoàn toàn mới với DCEU, đó là Jon Jones, hay còn được biết đến với cái tên là Martian Manhunter. Tính ra thì cameo này cũng không có gì bất ngờ, vì chính Harry Lennix, diễn viên thủ vai Martian Manhunter, đã tiết lộ nó trong bài phỏng vấn. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của nhân vật này vẫn có một ý nghĩa và mang tính biểu tượng, vì ông là một thành viên quan trọng của Justice League trong comic. Vậy thực hư là thế nào? Hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về Martian Manhunter, đứa con cuối cùng của sao hỏa nhé. Mình là Shinobi và đây là một video siêu chi tiết về Martian Manhunter, đứa con cuối cùng của sao hỏa. Ok, let's go! Vào khoảng 20.000 năm về trước, vào cái thời mà sao hỏa thì vẫn còn sự sống, có một chủng loài được gọi là Burning Martian, hay còn được gọi là người sao hỏa rực lửa, đã là những kẻ thống trị của hành tinh đỏ. Họ có tên như vậy do thân thể lúc nào cũng phát ra lửa. Đây là một chủng tộc vô cùng độc ác và tàn nhẫn, và chỉ biết đến chiến tranh, giết chóc và sinh sản thì một cách vô tính. Hơn nữa là công nghệ của họ thì lại ngày càng tân tiến theo cấp số nhân, hứa hẹn sẽ sớm trở thành những kẻ chinh phục vũ trụ. Và nhận thấy hiểm họa tiềm tàng đến từ đây, các Guardians of the Universe, hay còn được gọi là các vệ thần vũ trụ, đã quyết định can thiệp vào kiểu gen của người sao hỏa, biến lửa trở thành một nỗi sợ trời sinh của họ. Sau đó, người sao hỏa rực lửa bắt đầu tiến hóa và phân nhánh trở thành hai loại mới, được gọi là Green Martian, hay còn được gọi là người sao hỏa xanh, và White Martian là những người sao hỏa trắng. Cả hai đều gọi hành tinh của mình là Maalekandra, lấy cảm hứng từ Malakandra, được dùng để chỉ cư dân sao hỏa trong tiểu thuyết Out of the Silent Planet của C.S. Lewis. Sau hơn một thiên niên kỷ phát triển, người sao hỏa xanh trở thành một giống loài yêu chuộng hòa bình, trong khi người sao hỏa trắng thì lại ngược lại. Họ trở thành một giống loài hung hăng và hiếu chiến. Do khác biệt về tư tưởng, cộng với nhiều lý do phát sinh, cả hai giống loài đã liên tục nội chiến trong nhiều thế kỷ. Dù mang trong mình bản tính ôn hòa, nhưng phần thắng thì lại luôn dành cho tộc sao hỏa xanh một cách vô cùng may mắn, khiến họ trở thành chủng tộc duy nhất sống trên sao hỏa. Còn người sao hỏa trắng thì bị cầm tù trong vùng không gian Steel Zone, gần giống với Phantom Zone của người Krypton. Tuy nhiên, vẫn có một số người sao hỏa trắng thoát được sau cuộc nội chiến này. Chung quy thì chủng tộc sao hỏa trắng vẫn rất thú vị, với nhiều đại diện tiêu biểu còn sống sót như là Mist Martian hay Hyperglenn, đối trọng đầu tiên của Justice League trong thời kỳ của Grant Morrison. Nhưng dung lượng của video thì đã quá dài, nên xin hẹn các bạn vào một ngày khác. Quay trở lại với câu chuyện, người sao hỏa xanh đã sống trong hòa bình hàng trăm năm sau cuộc nội chiến, cho đến khi định mệnh cho ra đời hai anh em sinh đôi là Jon Jon và Maalefar, thì lúc này câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Do nhân vật Martian Manhunter cũng như nhiều nhân vật trong comic khác có nhiều nguồn gốc khác nhau, cho nên trong video này, mình sẽ chỉ nói về hai nguồn gốc nổi bật nhất là thời kỳ Post-Crisis và New 52 cho đến nay thôi nhá. Đầu tiên là thời kỳ Post-Crisis. Nhiều thế kỷ trước, một cặp vợ chồng người sao hỏa có tên là Marine và Shashin đã hạ sinh một cặp song sinh, một điều hiếm gặp ở hành tinh đỏ. Người anh và người em lần lượt đặt tên là Jon Jones, có nghĩa là ánh sáng nối tiếp ánh sáng, và Maalefar, có nghĩa là bóng tối sâu thẳm trong tim. Hai cái tên thì báo hiệu duyên tiền định, vì cả hai là âm dương của nhau và là dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của người sao hỏa. Khi trưởng thành, Jon trở thành một Manhunter, mà trong tiếng Anh có nghĩa là thợ săn người, có nhiệm vụ là truy tìm những phần tử ung nhọt gây nguy hại đến xã hội. Nghe thì có vẻ sợ thế thôi, chứ thực ra thì cứ tưởng tượng anh là một cảnh sát nhưng mà là ở hành tinh sao hỏa ấy. Sau này thì Jon Jones còn được mệnh danh là một trong những Manhunter vĩ đại nhất, đồng thời ông cũng xây dựng mái ấm gia đình với một người vợ có tên là Mariah và một cô con gái tên là Kahim. Trái ngược với người anh lương thiện và dũng cảm, Maalefar lại là một kẻ dị biệt, tàn độc và táng tận lương tâm. Hắn đã bán rẻ chính đồng loại của mình cho Apocalypse vì một đặc tính nhất quán của người sao hỏa là cùng sống trong một thế giới tâm linh kết nối bằng thần giao cách cảm, nơi mà người với người rất cởi mở và thành thật với nhau. Triết lý sống giàu ý chí tự do của họ được xây dựng trên cơ sở Light Equation, hay còn được gọi là phương trình sự sống. Điều đó đã khiến cho Darkseid, kẻ được gọi là ác thần của Apocalypse, đồ rằng phải có một đối trọng, một phương trình phản sự sống để tước đi ý chí tự do, thâu tóm vũ trụ vào bàn tay của hắn. Và để biết thêm thông tin về cái phương trình phản sự sống này, các bạn có thể xem video cùng tên vừa ra mắt của chúng mình nhé. Quay trở lại với câu chuyện, chưa dừng lại ở việc bán đứng đồng loại, mà Alepha còn thực hiện hành vi đồi bại luân thường đạo lý
khi đóng giả anh trai để cưỡng bức tâm trí của chị dâu sau khi bị phát giác, mà Alephaor bị tước đi năng lực thần giao cách cảm vốn có của người sao hỏa. Hơn nữa, hội đồng tối cao còn đặt lại ký ức, khiến cho hắn tin rằng mình bị đột biến bẩm sinh và mất đi khả năng ngoại cảm. Tuyệt vọng sau nhiều năm bị kỳ thị, mà Alephaor trở nên thù ghét chính nền văn minh sao hỏa. Nỗi hận thù đạt đến cao trào khi hắn quyết định diệt chủng chính giống loài của mình bằng một loại virus có tên là Hromir, hay còn được gọi là lời nguyền của thần Hromir. Và cho những ai chưa biết, Hromir là vị thần đại diện cho lửa, cho cái chết và nghệ thuật của người hỏa tinh, và cũng chính là vị thần mà họ tôn sùng nhất. Còn virus được lập trình dựa trên cả năng lực và điểm yếu của đối tượng lây nhiễm. Cụ thể, nó có thể khuếch đại nỗi sợ lửa của người sao hỏa, khiến cho hệ thần kinh của họ cực kỳ căng thẳng, đến nỗi mà thể xác của họ sẽ bị bốc hỏa lên mà chết. Nhưng điều khiến con virus trở thành một thảm họa diệt chủng là nó có thể lây lan qua đường tâm trí, biến cư dân sao hỏa thành những con cừu chờ giết mổ, vì họ sử dụng năng lực ngoại cảm là để kết nối tâm trí với nhau. Và tất nhiên, con virus này hoàn toàn vô hại với Ma Alephaor, vì hắn đã mất đi cái năng lực này. Về phần John, ông đã tự cắt đứt liên kết tâm linh của mình với đồng loại, do đó ông đã sống sót được qua đại dịch. Tuy nhiên, ngăn cản vợ con mình sử dụng năng lực ngoại cảm đã không thành, ông đành bất lực tận mắt chứng kiến họ phải chết cháy. Chứng kiến giống nòi thì bị tuyệt chủng, vợ con thì ra đi trước mắt mình. Vết sẹo tinh thần quá lớn đã khiến John hóa điên lên và lang thang khắp hành tinh của mình như một người mất trí. Sau nhiều năm, mà Alephaor vẫn sống trên đống tàn tích của sao hỏa và nhận ra rằng John vẫn còn sống. Và với tư tưởng diệt cỏ là phải diệt tận gốc, hắn tìm đến người anh em song sinh để từ chiến một mất một còn. Hai người đánh nhau cho đến khi John có vẻ như là đã giết được Ma Alephaor, thì câu chuyện của chúng ta mới lại bắt đầu từ đây. Tại trái đất, có một nhà khoa học tên là Saul Erdl đã bí mật chế tạo được một chiếc máy dịch chuyển dựa trên công nghệ của người sao hỏa cổ xưa. Muốn liên lạc với sự sống ngoài trái đất, ông đã kích hoạt chiếc máy vào sao hỏa và bắn trúng vào người của John. Và ngay sau khi ông xuất hiện, tiến sĩ Erdl đã lên cơn đau tim mà ngay lập tức qua đời, bỏ mặc John ở lại, lạc lối giữa một nơi xa lạ. Ông đã gặp mặt gián tiếp và ấn tượng bởi một vị thám tử có tên là John. Và từ đó, ông lặng lẽ theo gót vị thám tử để quan sát và học hỏi. Chứng kiến John bị sát hại bởi hai tên cớm tha hóa, John sau đó đã vay mượn nhân dạng của vị thám tử để hòa nhập vào thế giới loài người. Biết rằng mình không thể trở về được hành tinh mẹ, thì trong suốt khoảng thời gian này, ông đã bị mê hoặc bởi những khái niệm được gọi là công lý và pháp luật ở trên trái đất, vốn là một thứ vô cùng xa lạ ở trên quê nhà sao hỏa. Từ đó, ông đã quyết định sử dụng quyền năng siêu phàm của mình để giúp ích cho nhân loại và trở thành một trong những thành viên sáng lập của Justice League với danh xưng là Martian Manhunter. Và đó là nguồn gốc của nhân vật Martian Manhunter vào thời kỳ post-crisis. Còn với giai đoạn New 52 cho đến hiện tại, thì câu chuyện của ông đã thay đổi đi một chút. Khi mà vào thời kỳ New 52, thời kỳ đại reboot của DC Comics, lịch sử của Martian Manhunter đã được thay đổi một cách đáng kể. Cụ thể là John lên trái đất từ một khoảng 1 triệu năm về trước và lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân dạng theo đúng nghĩa đen. Ông đã phân chia thành nhiều nhân dạng đại diện cho các khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn như Mr. Biscuit đại diện cho tiềm thức, một người nhái chính hiệu tương tự như Slenderman vậy và có sở thích là ăn bánh Oreo. Hay Pear đại diện cho trái tim, là một nữ hoàng đạo trích sống ở Dubai. Thì sau này, các nhân dạng của John đã tái hợp lại thành một và ông quyết định trở thành một siêu anh hùng dưới danh nghĩa là Martian Manhunter. Tuy nhiên thì chớ trêu thay, ông đã bị hiểu nhầm và bất đắc dĩ phải đối đầu với chính Liên minh Công lý. Đến thời kỳ Rebirth vào năm 2018 thì nhà văn Scott Snyder, tác giả của bộ truyện Dark Knight Metal, mới quyết định tái bổ nhiệm Martian Manhunter và Justice League và còn phong cho ông làm tân chủ tịch sau sự kiện No Justice. Và mới đây thôi thì Martian Manhunter cũng đã trở thành một trong ba đại diện của Justice League, góp mặt vào phòng tuyến đa vũ trụ được gọi là The Totality. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng người con cuối cùng của sao hỏa sẽ nâng tầm vị thế trong một tương lai không xa. Nói về tính cách và sở thích của ông, điều đầu tiên phải nói đến chính là lòng yêu mến trái đất. Được Martian Manhunter coi như là ngôi nhà thứ hai, là nơi mình tái sinh vào một cuộc sống mới. Ông đặc biệt yêu thích văn hóa của trái đất, đặc biệt là những khái niệm về công lý đã đưa ông trở thành thành viên sáng lập của Justice League trong sự kiện The Brightest Day, hay còn được gọi là ngày tươi sáng nhất. Khi được đưa ra lựa chọn giữa hai đất mẹ, John đã không do dự mà phi thẳng xuống trái đất và trở thành một trong hiện thân của tứ đại nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong. Nói vậy thì không có nghĩa ông là một kẻ có mới nới cũ, khi mà ông vẫn ra sức sanh hóa sao hỏa từng ngày. Nhưng tình yêu của ông dành cho hành tinh xanh vẫn là rất mãnh liệt. Như đã nói, hứng thú với công lý loài người thì Martian Manhunter đã trở thành một trong những thành viên sáng lập nền Justice League và cũng trở thành một thành viên thường trực của nhiều phiên bản của nó như Justice League of America,
Justice League United và Justice League International. Trong Justice League of America xuất bản vào năm 1997, số thứ 85, Superman đã từng nói về Wonder Woman rằng có một lý do mà ông luôn có mặt trong bất cứ thế hệ nào của Justice League. Đơn giản thôi, ông là một trong số những người giỏi nhất. Chính vì thế, dù tương đối ngắn ngủi, nhưng cameo của Martian Manhunter trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Zack Snyder vẫn có một ý nghĩa và mang tính biểu tượng nhất định. Martian Manhunter là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn bè và đồng minh, với khả năng thấu cảm không kém cạnh với năng lực thần giao cách cảm. Thậm chí, Aquaman còn từng gọi ông là trái tim và linh hồn của cả liên minh công lý. Không phải Superman hay Batman, mà chính Martian Manhunter mới là một lãnh đạo hoàn hảo của liên minh. Ông vừa là một người có cái đầu lạnh để duy trì vị thế, mà lại vừa có một trái tim nóng để có thể cảm hóa người khác. Martian Manhunter và Superman thực sự là hai tâm hồn đồng điệu. Họ đều là những người ngoài hành tinh, đều là những đứa con cuối cùng của hai giống loài tương ứng, và đều sở hữu những sức mạnh trời ban vô hình chung khiến họ trở nên xa cách với loài người. Tuy nhiên, nếu như Superman trưởng thành ở trái đất từ tuổi tấm bé, thì John lại đến đây khi đã thân thuộc với sao hỏa từ lâu và chứng kiến nó suy tàn. Dẫu vậy, Superman vẫn luôn ủng hộ người bạn lâu năm mỗi khi ông hành hương về nguồn cội. Bạn có biết là Martian Manhunter đã đội lốt rất nhiều nhân dạng để dõi theo Superman từ khi anh còn là một đứa trẻ nằm trong nôi? Cụ thể thì John đã cải trang trở thành hàng xóm, cô giáo và cuối cùng là người bố Joel của Clark. Dưới bộ dạng thân sinh của Superman, Martian Manhunter đã vờ ép anh phải hy sinh trái đất để tái sinh được Krypton. Và tất nhiên thì người đàn ông thép đã từ chối, và khi đó thì cả hai đã chính thức trở thành bạn bè. Scrot là một cô gái có khả năng điều khiển lửa và mắc chứng rối loạn tâm trí do trải qua thay đổi thực tại của Emperor Joker. Cho đó, Martian Manhunter đã đề nghị được trị liệu tâm lý cho cô, đổi lại là cô sẽ giúp ông trị chứng sợ lửa. Có một được hai, cuộc trị liệu không chỉ thành công mà nó còn xe duyên cả hai. Tuy nhiên thì hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi mà sau đó Martian Manhunter đã bị khống chế bởi nhân cách Furnace, trở thành một siêu phản diện về Justice League. Và để ngăn chặn được Furnace, Scrot đã buộc phải hy sinh bản thân để đánh thích John. Nói về quyền năng thì Martian Manhunter là một trong những anh hùng sở hữu nhiều siêu năng lực bậc nhất của vũ trụ DC, và nhờ sự đa di năng này nên ông được mệnh danh là con dao quân sự Thụy Sĩ của các siêu anh hùng, và đến nỗi Superman còn coi ông là sinh vật mạnh nhất trên hành tinh. Đầu tiên phải nói đến chính là thần giao cách cảm, là một trong những năng lực nổi bật nhất của Martian Manhunter nói riêng và người sao hỏa nói chung. Ông đã đánh bại rất nhiều phản diện với năng lực thần giao cách cảm khác như là Gorilla Groot hay thậm chí là Dr. Psycho. Tất nhiên thì khả năng này cũng có giới hạn, do tâm thần càng hỗn loạn thì càng khó bị điều khiển. Trong Justice League of America xuất bản vào năm 1997, số thứ 15, ông đã từng kiểm soát trí não của hoàng tử hề Joker bằng ngoại cảm, biến hắn trở thành một con người tỉnh táo nhưng lại không thể duy trì được lâu vì tâm trí của gã hề giống như một cơn cuồng phong đầy thịnh nộ vậy. Ngoài năng lực ngoại cảm thì Martian Manhunter còn có một năng lực khác được gọi là năng lực telekinesis, tức là điều khiển vật thể bằng ý nghĩ. Cái này nhiều phim khoa học viễn tưởng đã khai thác và cái tên của nó thì khá là rõ ràng, nên có lẽ chúng mình sẽ không cần phân tích thêm. Năng lực tiếp theo đó là năng lực biến hình, do cơ thể của người sao hỏa được cấu tạo bởi một chuỗi phân tử vô cùng phức tạp và có thể biến đổi theo ý muốn, khiến John có thể thay đổi khối lượng, màu sắc, hình dạng, vân vân. Nói chung là các đặc điểm về cấu trúc phân tử. Đây là câu chuyện khá hay ho để các nhà văn thỏa sức sáng tạo, chẳng hạn như là cho Martian Manhunter có thể biến thành cả một con rồng cũng được. Một trong những ưu điểm của năng lực biến hình của Martian Manhunter là có khả năng hấp thụ động năng, hay còn nói một cách dân dã hơn thì có nghĩa là đạn bắn không xi nhê gì cả. Bên cạnh đó, ông cũng có thể thay đổi tỷ trọng, chẳng hạn như tăng lên để cơ thể trở nên kim cương bất hoại, hay giảm đi để có thể đi xuyên qua vật thể rắn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là năng lực hồi phục của Martian Manhunter cũng là một thứ vô cùng khủng khiếp khi mà ông có thể hồi phục dù chỉ còn một mảnh nhỏ trong cơ thể, chẳng hạn như là từ một bàn tay thôi mà ông vẫn có thể hồi phục lại được. Năng lực thần giao cách cảm hay điều khiển vật thể bằng ý nghĩ chỉ là một phần trí lực vô song của Martian Manhunter. Giống với Superman thì trí não của người sao hỏa nói chung đã vượt xa tiêu chuẩn của loài người, với 9 giác quan khác nhau về trí thông minh, về logic và ngôn ngữ giao tiếp và nội tâm cấp tiến. Kỹ năng thám tử, John còn là một sĩ quan cảnh sát, nhưng mãi cho đến khi trở thành cư dân trái đất, ông mới được biết đến những khái niệm như là công lý và luật pháp. Với việc sở hữu nhân dạng thám tử trong nhiều năm, ông như hổ mọc thêm cánh. Với kỹ năng suy luận phá án đều có thể đặt lên bàn cân với nhân vật Batman. Dù sở hữu nhiều quyền năng vô song, thế nhưng điểm yếu lớn nhất của Martian Manhunter vẫn là lửa. Yếu điểm này gây ra rất nhiều rủi ro do không giống với Kryptonite là chỉ có vài người sở hữu. Lửa lại là một thế lực tự nhiên đã đồng hành với nhân loại từ thuở hồng hoang rồi. Thậm chí, trong DC The New Frontier, Batman còn từng mỉa mai rằng anh đã phải ngốn một đống tiền để có thể mua được Kryptonite, trong khi chỉ cần một xu để mua hộp diêm là có thể đánh bại được cả John rồi.
Do vậy, nếu thoát khỏi chứng sợ lửa thì Mansion Manhunter có thể nguy hiểm đến cỡ độ nào? Câu hỏi đó được trả lời trong Justice League of America, xuất bản vào năm 1997, số 84 cho đến 89, khi mà Mansion Manhunter đã được chữa khỏi yếu điểm này một phần nhưng bị khống chế bởi nhân cách tàn ác Furnace và trở thành một Burning Mansion, một siêu phản diện với Justice League. Sau này, trừ một số trường hợp không nhất quán mà các nhà văn đều tuân theo kết luận của Trial by Fire, cụ thể từ đây thì Mansion Manhunter có thể kháng lại lửa tự nhiên như nến hay cháy rừng, như những ngọn lửa thuộc về tâm linh hoặc được đốt cháy một cách cố tình thì không. Một số thông tin thú vị về nhân vật Mansion Manhunter đó là anh chàng này bị hội chứng bệnh nghiện bánh choco rất nặng. Trong Mansion Manhunter số 24 xuất bản vào năm 1998, Booster Gold và Blue Beetle đã từng giấu bánh choco của Mansion Manhunter, khiến ông phát điên lên và trở thành một tên khổng lồ màu xanh đi phá làng phá xóm. Mọi việc chỉ dừng lại khi ông tình cờ sa vào một nhà kho bánh chứa bánh choco. Mà dưới đây là những đầu truyện đáng đọc nhất về nhân vật Mansion Manhunter mà các bạn nên đọc. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin, chi tiết, sức mạnh, điểm yếu, nguồn gốc của nhân vật Mansion Manhunter. Các bạn có suy nghĩ gì về nhân vật này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình. Như thường lệ, thời lượng của video đã kết thúc. Nếu thích video này, đừng quên bấm nút like, share để ủng hộ cho Phế Truyện. Còn nếu như đây là lần đầu tiên đến với Phế Truyện, đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào từ bọn mình cả. Mình là Shinobi và bây giờ thì ciao!